Duy Mạnh, xin phép anh cho tôi nói thẳng, tôi hơi nghi ngờ về tình cảm của anh dành cho Diệu Hương. Anh có thể làm gì, yêu ai hoặc cặp với ai tôi không cần biết, nhưng trừ Diệu Hương ra, nó không đủ vốn sống để nhận biết thật giả một con người. Xin anh hãy miễn nhiễm cho Diệu Hương được không? Tôi biết tính Mộc Miên rất là thẳng thắn, nhưng đôi khi cũng quá khẩn trương. Mộc Miên có biết là nói thẳng sẽ làm xúc phạm đến người khác không? Thì tôi hỏi anh, động cơ anh theo đuổi Diệu Hương là gì? Để trả thù chuyện tình cảm trước đây với tôi, hay là của anh đã thay đổi? Tôi không thể không lên tiếng khi thấy anh đùa giỡn quá xa với em gái tôi. Em gái? Đúng, tôi xem Diệu Hương như em gái của mình, và tôi không thể để ai làm tổn thương đến nó. Vậy mà tôi thấy hai người có nét hao hao giống như chị em ruột đó. Diệu Hương mà biết Mộc Miên lo lắng như thế này chắc là cảm động lắm. Còn về động cơ gì đó mà Mộc Miên nghĩ, xin lỗi, thật đáng buồn cười. Duy Mạnh, đây là lần cuối cùng tôi nhắc nhở anh về chuyện này. Hãy tha cho Diệu Hương đi, nó không phải là đối tượng nằm trong bộ sưu tập tình cảm của anh đâu. Anh hãy để lại một chút tôn trọng của tôi đối với anh. Chào anh. Cô đã quá xem thường cái thằng Duy Mạnh này rồi đó. Mày tức lắm đúng không? Nói đi. Mấy anh nghĩ sao khi mà nghe cái chuyện này? Em nói thiệt nha, từ trước đến giờ em là người kính trọng chị ba nhất nè. Em nghĩ chị ba là một người đàn bà đức hạnh đàng hoàng. Vậy mà bây giờ là có chuyện hẹn hò trai gái giữa thanh thiên bạch nhật như vậy. Anh cũng bức xúc lắm đúng không? Vậy nói đi. Tao không tin là chị ba chỉ làm chuyện đó. Chỉ là dâu trong gia đình mình, hơn ai hết á, chị phải biết là chị làm như thế nào chứ. Cha mình là người có uy tín trong cái làng này bao nhiêu năm nay rồi, không gì cái chuyện riêng tư mà chị làm hại đến uy danh của gia đình mình được. Tao không ngờ, tao không tin là chị ba chỉ làm cái chuyện nông cạn như vậy. Con trời mới biết chị ba chị đang nghĩ gì. Em nói thiệt nha, nếu như chị ba làm cái chuyện gì có lỗi với gia đình mình, em là người đầu tiên không tha cho chị nè. Tao sợ cha biết được thôi. Mà ba anh em mình á, phải họp lại bàn tính chuyện sao để qua nói chuyện với chị ba. Chứ để nó tay quầy ra là chết cả đám á. Tôi thấy á, chị ba đã hy sinh cả đời cho gia đình mình rồi. Giờ tôi tỷ dụ đi, nếu mà cái chuyện này có xảy ra thì anh em mình phải thông cảm hiểu cho chị ba nữa. Hiểu là hiểu làm sao? Mà nói kiểu gì vậy Năm? Nước tới mắt cá rồi, anh kêu thông cảm với cảm thông cái gì? Hai anh nhớ lại đi, khi mà anh ba mình mất đó, chị ba chị đã quỳ xuống xin cha nè, xin cha cho chị ở lại nhà để mà làm phận cho con thủ tiết đến già. Cái chuyện này là do chị tự nguyện chứ có ai ép buộc gì đâu. Ừ, nhưng mà chị ba vẫn là con người đó, vẫn biết vui biết buồn, vẫn biết rung động trước những tình cảm. Chứ không lẽ bây giờ anh Tư với thằng Sáu nó bắt chị ba là phải như người quá đá, vô tri vô giác hả? Nói cái gì á phải xét tình lý trong đó. Tao á, tao chỉ sợ chỉ gặp người đàn ông không đàng hoàng thôi, rồi đi biêu riếu khắp nơi, làm nhục lây trong cái gia đình mình. Đây nè, em nói không là không nha, không có lý có tình gì trong cái chuyện này nha. Nếu như chị ba có tình cảm hoặc là muốn bước đi bước nữa thì chỉ là người có lỗi trước vong hồn của anh ba, có lỗi với cha. Chị muốn làm chuyện gì đó, chị bước ra khỏi nhà đi. Đó, đừng có làm ba cái chuyện xấu xa bậy bạ để mà mang tiếng cả dòng họ nhà mình nha.
Vô đi. Bà chủ sửa soạn đi ăn tiền hả bà chủ? Ừ. Chị ra bến xe đó hả? Dạ. Chờ anh chút, tôi cho chị quá gian. Dạ thôi chờ chắc trễ quá. Thôi để tôi xe ôm cho nó kịp chuyến xe. Ừ. Vậy thì đi nhanh nhanh rồi lên nha. Dạ tôi biết mà, thôi tôi đi nha bà chủ. Ừ. Ba, ba sao má lâu dữ vậy ba? Đi chờ má chút đi. Dạ, chào ông chủ, tôi đi về quê. Ừ. Trời ơi, chết rồi. Trời ơi, thiệt tình à. Ông nè, ông có thấy cái đồng hồ nào sổ tôi đâu không? Tôi không có thấy ở đâu đâu. Chị Tám, chị có dẹp ở đâu không? Tôi đâu có thấy. Trời ơi, mất tiêu rồi. Trời ơi. Vô coi nè. Bây giờ á, bà để ở đâu bà nhớ kỹ lại coi. Trời ơi, tôi đã nói tất cả nữ trang đều để trong này nè. Hôm qua tôi vẫn thấy bà đeo mà tại sao hôm nay mất làm sao? Thì bởi vì mới tính. Bà chủ ơi, nhớ ráng kiếm kỹ, hồi nào để đâu là để đó, đâu có mất máy sao kia kỳ cục vậy. Gì nữa bà kiếm, còn đâu bà kiếm. Thôi cô kiếm kỹ lại coi. Ơi là trời, đồng hồ của tôi gửi mua tận ở nước ngoài giờ không cánh mà bay rồi. Tức rồi là tức rồi. Chân sao mà bận bà Tám. Ông chủ, bà chủ. Thôi bà điện thoại kêu công an lên đi. Ông chủ ơi, đừng có làm như vậy ông chủ ơi. Thiệt tình là tôi không có lấy cái đồng hồ này. Tôi không biết làm sao mà nó ở trong cái vỏ sách của tôi nữa. Chị đừng có nói là bàn tay của chị không điều khiển chị được nha. Ông chủ, bà chủ tin tôi đi. Tôi làm công trong nhà này đã chục năm rồi. Ông bà chủ biết mà tôi đâu có tính tham lam đâu. Tôi không có lấy cái đồng hồ này mà. Nhưng mà con người khi lâm vào hoàn cảnh túng quẫn sẽ không biết suy nghĩ. Bà chủ ơi, bà tin tôi, tôi xin thề tôi không có lấy. Tôi rất thông cảm cho hoàn cảnh gia đình nhà chị đang có chuyện xảy ra. Chị cũng đang rất là cần tiền. Nhưng mà chị làm tôi thất vọng quá. Dù sao đi nữa, chị làm công với gia đình tôi đã 10 năm nay rồi. Dạ. Tôi xem chị như là người nhà. Dạ. Tôi biết bà chủ thương tôi lắm mà tôi không thương bà chủ nữa mà tôi không có lấy cái đồng hồ này. Tôi sẽ không truy cứu hay thưa gửi công an pháp luật gì hết. Chị đi đi. Bà chủ. Bà chủ đuổi tôi thiệt tình đó bà chủ. Tôi bị oan mà bà chủ ơi, cho tôi giải thích thì tôi không có lấy cái đồng hồ này. Tôi nói chị đi đi, trước khi ông nhà của tôi kêu công an. Chủ. Bà chủ. Xin phép bà chủ. Bình ga hả? Ừ. Có thiệt không á? Ừ. Rồi Y có vợ con gì chưa? Cái chuyện đó tôi không có nghe nói. Nhưng mà từng tuổi đó rồi, không lẽ không có vợ, đúng không? Chà, chị ba dướng vô cái vụ này rối à ngang. Không khéo lùm xùm được gây tai tiếng chết luôn á. Tôi cũng đang lo như ông vậy đó. Rủi như chị ba chỉ nhẹ dạ cả tin ngang, rồi nghe theo lời người ta. Vợ con người ta đến làm lùm xùm á, là xấu mặt cả gia đình mình á. Tôi nói thiệt á, lúc đó tôi không biết trốn đi đâu á, chắc là rút ở trong nhà thôi à. Vậy hả? Chứ sao nữa? Không dám ra đường luôn hả? Ờ. Vậy thôi ở trong nhà tập trung lo việc nhà đi. Ờ. Hay hơn. Trời đất ơi, quỷ thần ơi, tình thế này mà ông còn nói móc nói méo tôi nữa hả? Tôi nói là cho ông chặn đứng sự việc ngay từ ban đầu.
Sắp tới là đám hỏi nè, rồi đám cưới của ông Dũng nè. Tôi không muốn là lúc đó là tập trung lại rồi người này bàn vô, người kia tán ra, mệt lắm nghe. Trời ơi, lúc đó tôi không biết làm sao á. Phải dìm ngay từ ở trong nước, dìm trứng ngay từ trong nước. Thôi. Tới đâu ngay cho đó đi. Mệt quá. Lâm Sung, cái tên gì mà nghe giống 108 viên hùng lương sơn bạc quá. Giờ mà ông còn cười nữa hả? Nước tới chân rồi kìa. Gì vậy? Nước tới chân bà hả? Chứ... mệt ghê. Làm hết hồn à. Bây giờ ông không lo đi, lỡ chuyện đó là sự thật thì sao? Một người ta đồn tới 10, 10 người ta phóng tới 100 lận. Lúc đó hả, gia đình mình bị thiên hạ cười cho thúi đầu á. Mắc mớ cái gì cười? Mà bà đừng có lo thiên hạ cười hay nói gì hết á. Bây giờ lo tập trung vô cửa hàng giùm tôi cái. Nè, cộng sổ đi. Ngày mai tôi qua huyện lấy tiền hàng, hiểu không? Cái gì? Chả dám đến tận nhà luôn hả? Chị ba thiệt là quá lắm rồi. Ông đừng có la lớn, rủi cha nghe được sao? Mà lúc thằng Chả tới rồi, cha đâu? Thì cha đang ở trong nhà chứ đâu. Chị ba dám hẹn hò thằng Chả đến tận nhà, chị không sợ cha biết hay sao ta? Lúc đó hả, tôi muốn xông ra nói chuyện với thằng Chả, nhưng sợ chị ba ngại, cho nên thôi á. Ngại cái gì? Tôi quyết định không để chuyện này xảy ra nữa. Rồi ông tính làm gì? Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp được. Anh lấy cái giữa đi. Mới về, hàng mới về. Trời ơi, hiện đại lắm nha. Rất là nhiều tiện ích. Giá nó tuy hơi cao chút xíu, nhưng mà cửa hàng của tôi bảo hành 2 năm cho anh luôn nha. Ủa, ở đây ông anh ở con mình hả? Ở con mình à. Hay lấy cái trên đi. Đó, cái trên á, mặc dù nó không hiện đại bằng cái dưới nha, nhưng mà giá nó mềm hơn chút xíu. Anh cần thiết là tôi thao tác cho anh coi hàng cũng tốt lắm nha. Ông anh có vợ con gì chưa? Chưa. Thôi lấy cái dưới đi, cái dưới cùng á. Cái dưới cùng hiện giờ là mặt hàng bán chạy nhất cửa hàng tôi á, người ta xài nhiều lắm, giá rẻ lắm nha. Lấy cái đó hen. Kỳ ta, từng tuổi này rồi mà chưa có vợ, không tin. Ủa, ông anh tới đây coi bếp ga hay là coi mắt của tôi vậy hả? Tự nhiên thắc mắc chuyện vợ con tôi hoài vậy ông nội? Không, cái này lạ lắm. Từng tuổi này rồi mà nói chưa có vợ con, không tin. Ông anh có vấn đề rồi. Vấn đề là ở ông á. Trời chút. Anh làm gì vậy? Tôi mời anh ra ngoài để tôi buôn bán. Tôi đốt khủng long anh bây giờ. Từ từ, làm gì? Làm gì dữ vậy? Mà chào anh. Mời ông anh ngồi. Mời anh. Cảm ơn. Dạ dạ. Anh kinh doanh ga này được bao lâu rồi? Dạ cũng được gần 2 năm rồi. Mời anh uống nước. Cảm ơn. Trước đây mà ngăn gì? Ở đâu? Dạ trước em ở Sài Gòn á, em buôn bán. Ở Sài Gòn? Dạ. Sao không ở trển mà ngăn đi? Gì đây mà ngăn? Dạ thật ra ở trển ồn ào quá, tôi cũng chán cái cảnh sân si trên đó rồi. Về đây sống cho nó khỏe, thanh thản. Vì đây sống cho nó khỏe? Dạ. Rồi bỏ vợ con trên cho ai? Chưa, tôi chưa có vợ. Xạo. Mặt ông vậy mà chưa có vợ, ai tin? Thiệt mà. Thiệt. Thiệt gì ông ơi? Nhưng mà cho hỏi, có phải ông anh ở bên phòng cháy chữa cháy hay là bên cục thuế xuống kiểm tra không? Cửa hàng của em có giấy phép đàng hoàng hẳn thôi. Anh cần xe không lấy cho. Tôi không liên quan gì mấy cái chuyện anh hỏi hết trơn á. Ủa vậy anh là tôi thấy cái cửa hàng anh nó ngộ, tôi ghé cho con một chút vậy thôi. Đi nghe. Ừ. Thiệt tình. Anh giỡn vậy á, rủ người ta quạo lên thì có chuyện sao? Còn mày nữa, cười gì mà cười. Tao đâu có ngu. Chả chưa kịp phản ứng là tao giọt rồi.
đứng đó cho bị dính đòn á. Rồi anh có tin là chả chưa có vợ thiệt không? Tin sao được mà tin. Chả từng tuổi đó nó không vợ ai tin. Theo em á thì em nghĩ là có hai trường hợp. Sao? Trường hợp thứ nhất là thằng chả bỏ con vợ trên đó để xuống dưới này cua rồi gạt gẫm phụ nữ dưới này. Cái thứ hai là thằng chả bị vợ bỏ vì có vấn đề. Anh à, vấn đề gì? Thì vấn đề chẳng hạn như là đánh đập vợ con quá thì nó chịu không nổi nó bỏ. Còn không thì trai gái mèo chuột gì đó, con vợ nó tức quá nó cũng bỏ. Chết cha, vậy là chị ba tiêu với thằng cha đó rồi. Trời, anh nói em mới thấy nha, em lo cho chị ba lắm á. Rồi không lẽ ba anh em mình ngồi không làm gì cho chị ba hả? Làm gì? Đập cho thằng cha đó một trận cho rút ra được bài học để cho chừa cái gia đình mình ra. Muốn làm gì á phải điều tra kỹ lưỡng chứ không ai trách lầm ta. Anh nói nghe sao mà dễ dàng quá. Em với anh Tư lại đó rồi, thằng chả biết mặt rồi, sao điều tra được nữa. Chỉ còn trời, tụi con chỉ sợ chuyện này càng ngày càng lớn, rồi cứu vãn không được, nên ba anh em tụi con thống nhất với nhau là không có giấu cha được nữa. Nói cho cha biết để cha quyết định. Dạ. Con cũng thấy á, con sợ chị ba bị gạt thôi. Mình đâu có biết con người đó là hạng người nào đâu. Với lại cái chuyện mà tình cảm trai gái á, người trong cuộc á, không có sáng suốt. Đâm đầu vô rồi không biết đường ra. Anh Tư nói đúng á cha. Với lại cha cũng biết mà, miệng thiên hạ người ta có một à, người ta đồn tới 10. Dạ. Rồi 10 người ta đồn tới 100. Rồi không lẽ giờ mình đi bịt miệng từng người. Dạ. Mình giải thích đúng không anh? Đúng đó. Mà nói chứ, chỉ phải biết thân phận dâu con trong nhà này, chỉ phải biết giữ gìn chứ. Dạ. Dướng vô ba chuyện tình trai gái lăng nhăng thiệt á. Vậy ý cha quyết định sao? Hay là giờ về đi, để con nói với vợ con á, nhỏ to tâm sự thì thầm, vậy nó sẽ thấm hơn. Đâu có được. Cái chuyện tới nước này rồi không có to nhỏ gì hết á, mà phải làm cho sáng tỏ ra, cho chị ba chỉ thấy đâu là trắng, đâu là đen, đâu là nâu, để mà chị sáng tỏ ra chứ. Để mà chị thức tỉnh chứ. Nếu như bây giờ cha ngại á, cha để con nói cho, con dứt khoát không để cho chị ba làm xấu hổ danh dự nhà mình. Dạ. Con Hạnh nó làm gì mà xấu hổ gia đình mình? Dạ. Dạ. Con Hạnh từ hồi nào tới giờ á, nó làm cái gì xấu hổ gia đình mình chưa? Hả? Giờ tụi con biểu cha phải quyết định cái chuyện gì? Bây giờ cha làm rùm beng lên hay là cha phải đuổi nó ra khỏi nhà? Dạ, cha, con nghĩ là cái chuyện này chắc là tại vì mình lo xa quá ha, mình đoán già đoán non cho nên con nghĩ cái chuyện này nó không có gì đâu cha. Hai anh đi về đi để cho cha nghỉ ngơi. Dạ. Tụi bay ngồi yên đó. Dạ. Cha chưa có nói hết. Từ đây trở đi, cha không muốn tụi bay nhắc lại cái chuyện này một lần nữa. Nghe chưa? Dạ. 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 Ủa? Sao tới đây? Hết ga rồi hả? Sao không gọi? Hay là muốn mua bếp ga mới phải không? Ngồi đi, ngồi đi. Thông cảm nha. Trời ơi, cửa hàng nó bụi bặm quá, quét dọn hoài luôn á. Ngồi đi em. Tôi xin anh, từ nay về sau anh đừng có phiền tôi nữa. Ủa mà anh làm chuyện gì? Anh nghe tôi nói hết đã. Tôi không biết anh đang nghĩ gì hay là muốn gì ở tôi. Nhưng mà tôi là đàn bà đã có chồng rồi. Tôi không có thích mấy cái chuyện trêu ghẹo hay là đùa giỡn của anh đâu. Tôi mong anh đừng có lui tới và cũng đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Ba về đâu phải không con? Dạ. Sao cha lại ngồi đây? Trời tối
gió máy không có tốt đâu cha. Để con vô lấy thêm cho cha cái áo nha. Con à, sao con đi đâu mà về trễ quá vậy? Sao sao con ốc hát quá vậy con? Có chuyện gì không vậy? Dạ, con đi ra chợ, tình cờ gặp người quen nên ngồi nói chuyện cũng lâu. Chết rồi, chắc là cha đói bụng lắm. Để con vô dọn cơm cho cha ăn nha. Cha đợi con một chút. Thôi khỏi, sáu đó lo cho cha rồi. Con cũng vô ăn cơm đi. Dạ. Cha ơi, con có chuyện gì muốn nói với cha à? Dạ không. Thôi con vô ăn cơm. Nội ơi, con về rồi nè. Cha ơi, Dũng về rồi nè cha. Ba. Ừ, Dũng về hả con? Nội, nội. Ừ, khỏe. Ờ, ừ, con ở đây. Dạ, đây là sếp của con đó nội. Vậy hả? Dạ. Ờ, mời sếp vô nhà. Đi đi. Anh, vô nhà đi anh. Đi. Bữa cơm thân mật với gia đình. Có gì ăn nấy. Dạ. Bác yên tâm, con không có xá đâu. Ừ. Cứ coi con á, như là người trong nhà đi. Ừ, đâu có được nè. Dầu sao cũng là sếp của Dũng với Mộc Miên. Và cháu phải là khách quý mới được chứ. Dạ. Hey, lại ai được chứ. Dạ, chúc chúc bác. Vậy làm vậy đi nha. Dạ. À, đó cái con. À, sẵn đây tôi cũng có lời hết sức cảm ơn cháu đã giúp đỡ cho Dũng bấy lâu nay. Dầu sao nó xa nhà xa cửa, nó sống ở trển nó cũng phải nhờ anh em, nhờ bạn bè. Bác đừng nói vậy. Thật ra Dũng rất có thực lực và tâm quý với công việc. Công ty của cháu có được nhân viên như Dũng đó là điều may mắn. Cũng như là kế hoạch phát triển thị phần ở dưới này, nếu không có Dũng á, công việc sẽ không được thuận lợi và thành công đâu bác. Vậy thì mình nâng ly chúc mừng. Dạ, xin mời bác. Chúc mừng, chúc mừng. Mời Dũng. Ủa, anh hai chị hai mới về hả? Chào nội. Má con kêu con đem cơm rượu qua đây cho nội. Ừ. Chào anh. Chào anh. Sao anh không cho bé Nam Phương xuống chơi? À, anh đi công tác mà em. Bé Na nó cứ nhắc bé Nam Phương hoài à. Mỗi lần gặp em á, sao em cứ hỏi anh câu đó hoài vậy? Em không còn câu nào khác nữa à? Thì có biết gì đâu mà hỏi. Ở đây á rất lạ. Không gian ở đây á cho mình cảm giác á rất là yên bình và thú vị nữa. Dạ. Khi nào anh về trở anh lại? Có một tiếng nữa. Có gì không em? Em cảm ơn anh về cái phim quảng cáo nha. Đó là một kỷ niệm rất vui đối với em. Ủa, Bena đâu sao anh không thấy? Dạ, nó đi chơi với mấy đứa bạn ngoài đồng rồi anh. Khi nào anh mới xuống lại đây chơi? Thật sự á, anh cũng không biết nữa. Công việc anh trên trển á thì bận rộn quá. Chi nhánh dưới đây á thì anh đã giao cho Dũng và Mộc Miên quản lý rồi. Khi nào mà họ đầm đám cưới á thì... À đúng rồi. Đúng sao em? Thì khi nào anh chị hai đám cưới, anh có dịp về đây lại. Nội uống trà đi nội. Sắp tới đây á, nội chọn ngày cưới của hai đứa, rồi chuẩn bị mâm quả để làm đám. Có gì thím ba con sẽ điện thoại con cho con biết ngày ha. Dạ. Còn văn phòng chi nhánh của con ở đâu vậy? Ở thị xã đó nội. Ừ. Nội biết không,
con còn nhiều việc làm lắm đó. Nào là đăng ký tuyển dụng nè, rồi phỏng vấn nè, rồi tuyển dụng xong con còn có những buổi tập huấn cho nhân viên mới. Rồi con với Mộc Miên á phải soạn những cái kế hoạch marketing cho sản phẩm, rồi quảng cáo, rồi PR. Con còn có những buổi hội thảo đại lý nữa đó nội, để cho họ biết những cái ưu điểm, những cái giá cả sản phẩm của mình đó nội. Mà không một sản phẩm đâu, hiện tại đang có hàng chục cái sản phẩm đang được tung ra thị trường như này đó nội. Đó, nhiều việc lắm nhưng mà con phải đi từ bước nội ơi. Đi từ bước một, chậm mà chắc, giống như là mưa dầm thấm đất vậy đó nội. Nội, nội sao vậy? Thấy con trưởng thành, nội mừng lắm. Nội, cũng lâu rồi thì mới gặp lại con đó nha. Mấy tháng rồi chứ bộ? Từ cái hôm mà ba bé con xuống đây cũng 2 tháng rồi đó thím. Công việc của con dạo này sao? Dạ, bây giờ con và anh Dũng đang tập trung phát triển trong sản phẩm mới cho thị trường dưới này. Thím nghe nói tụi con thuê nhà dưới này để mở văn phòng chi nhánh phải không? Dạ đúng rồi thím. Mấy bữa trước á, ông nội kêu thím ra tiệm vàng ngoài chợ lựa kiểu, rồi đặt người ta làm dây chuyền và cà rá cho con đó. Thím không biết con có thích hôn nữa. Sao tặng quà cho con? Tặng quà cái gì cô nương? Đó là bộ nữ trang của đàn trai đi dạm hỏi đàn gái sắp tới đó. Con hiểu rồi. Đám cưới tụi con mà làm cho thím cực quá à. Có gì đâu mà cực con. Thím cũng chỉ mong đám cưới của tụi con diễn ra suôn sẻ là thím mừng rồi. Dạ con cảm ơn thím. À thím nè, con nói là khi nào về quê con muốn hỏi thím một chuyện. Chuyện gì? Thì chuyện con tuổi dần đó. Nghe thím dặn nè, chuyện này không được cho ai biết hết á. Có gì là tụi con sẽ gặp khó khăn, mà thím cũng khó ăn khó nói với ông nội nữa. Nhưng mà con thấy nếu giấu hoài thì không được. Hay là con tìm cách nói với ông nội nha. Chưa có phải là lúc đâu. Nghe lời thím đi. Bây giờ đi chắc cũng tối lắm mới lên đến trển ha anh. Anh nghĩ là như vậy. Anh đi nha. Cảm ơn trái cây của em. Dạ, vậy anh về nha. Chào em. Con. Dạ. Nè, ông. Sao vậy? Về thì ra rửa mặt rửa tay đi rồi ăn cơm. Bà ăn đi. Tôi ăn hết nổi rồi. Sao vậy? Chuyện gì cũng phải từ từ. Nết. Mày muốn cho ba má mày á chui xuống đất mày mới vừa lòng hay sao? Mày muốn ba má mày ra ngoài đường không dám ngước mặt nhìn thiên hạ hay sao? Từ từ. Thôi cái gì? Bà có biết là ra ngoài đường người ta chặn lại, người ta nặng nhẹ với tôi như thế nào không? Trước kia mày với thằng Đực đã làm cho má mày buồn rồi, bây giờ mày làm cho ba mày nhục với thiên hạ, mày mới vừa lòng hay sao hả nết? Con có làm gì đâu bà, ba nói nặng dữ vậy. Không có làm cái gì hả? Không có làm gì sao người ta nói? Thôi mà ông. Na nè, đem chén cơm lên nhà trên ăn đi con. Dạ. Chuyện gì cũng phải từ từ. Còn con nữa, không có được nói tay đôi với ba như vậy nghe chưa? Ba đi ra đường, ai làm ba bực mình, về ba trút hết lên đầu con. Mà còn nói cái đó nữa hả? Vậy chứ người ta nói, cái thằng đại gia nào đó, có hay không? Người ta còn nói tao với má mày ham giàu, nó mới nảy nọ. Trời đất quỷ thần ơi,
ai mà ác mồm ác miệng dữ vậy? Cái ông đó đó là ông sếp của thằng Dũng. Bữa nọ xuống dưới này nè ông... Bà biết rồi phải không? Sao bà không nói cho tôi biết? Bà đợi đến khi nào nữa? Nhưng mà chuyện không phải vậy đâu mình. Không phải sao người ta nói? Người ta nói ba tin. Con nói sao bà không tin? Cái gì ba cũng trút hết lên đầu con là sao? Đi đâu hả? Nó. Thôi mà. Cái chuyện gì cũng phải từ từ cái đã. Thiệt còn ra đó cái... Dẫu sao thì cái chuyện này cũng phải hỏi rõ đầu đuôi ngọn ngành. Chứ tự dưng ông nóng quá chừng vậy. Gọi cho ai vậy? Dũng hả? Ừ, chú Tư nè. Dạ con đây. Có chuyện gì hả chú Tư? Nghe chú hỏi. Cái thằng sếp của mày á, nhà nó ở đâu? Vợ con nó làm sao? Nó nhiêu tuổi? Nó có đàng hoàng không mày? Thì tao hỏi mày trả lời đi. Chú Tư à, chú bình tĩnh đi. Con không biết là đã xảy ra chuyện gì hết, nhưng mà chú bớt nóng chú nói con nghe. Nè, từ đây về sau á, mày không cho nó về quê mình nữa nghe chưa? Người ta dị nghị như đó, đủ xấu mặt rồi. Chú Tư à, alo, chú Tư. Cho tốt nghe chưa? Ủa? Cha lấy gì vậy? Để con lấy cho. Thím Ba nè, đôi bông tai của má con để lại đó. Ừ, đó cũng là của bà nội để lại. Dạ, con biết. Nhưng mà tại sao lại... Con có gì khó nói hả? Dạ, thì đôi bông tai đó để lại cho Mộc Miên. Thím Ba nè, đó có phải là tục lệ cưới dâu của gia đình mình từ xưa đến giờ? Không thể bỏ qua hả thím? Ý con muốn nói là... Nè, thím hỏi thiệt nha. Có phải Mộc Miên... không chịu đeo đôi bông đó đúng không? Dạ, nhưng mà cũng không phải là hoàn toàn đâu thím ơi. Thím cũng biết rồi đó, Mộc Miên sống ở nước ngoài về, cho nên là những cái quan điểm nó hơi khác. Với lại con cũng khó mở lời lắm thím. Chuyện này không phải là một tập tục hay là một điều khuôn thước phải theo, nhưng mà nó thuộc về tình cảm thiêng liêng con à. Có thể là Mộc Miên nó không hiểu hết được, mặc dù đôi bông nhỏ như vậy, nhưng mà lại chứa đựng biết bao nhiêu là ân tình. Con phải giải thích cho Mộc Miên hiểu và cảm thấy hạnh phúc khi được đeo đôi bông đầy ý nghĩa đó. À, mà nghe thím dặn nè, không được hỏi câu đó với ông nội, nghe rõ chưa? Dạ, con biết rồi. Thôi, thím ngủ sớm nha. Ừ, con cũng đi ngủ đi, giữ gìn sức khỏe nha. Dạ. Dạ anh chị. Cho chị mướn một phòng đi em. Dạ chị cho phòng đơn hay phòng đôi ạ? Ừ, phòng gì cũng được. Dạ, em gửi chị phòng đơn. Dạ, chị Minh ơi, anh gửi khách lên phòng giúp em. Chị gửi. Dạ, cảm ơn chị.
Anh đi. Trời ơi, một tuần rồi anh không có gặp em, anh nhớ em quá. Trời ơi. Hứa rồi đó nha. Thương anh quá à. Có điện thoại kìa anh. Kể đi, kể mệt quá. Nghe máy đi. Không bắt máy hả? Được rồi ha, không bắt ta. Tôi gọi cho trái máy ông luôn bữa nay nè. Nhớ rồi mày đó nha. Bây giờ hứa gì lắm rồi đó nha. Ủa, điện thoại nữa kìa anh. Bực mình quá à. Trời ơi. Nghe điện thoại đi. Giờ thầy ai gọi điện thoại thiệt tình. Bực bẩn quá. Alo. Trời ơi, cái remote. Alo. Ừ, tại sao nãy giờ không nghe máy? Mình hỏi tôi có chuyện gì không? Ông đang ở đâu? Đang nói chuyện làm em với đối tác. Chúng tôi gọi là cho bà sao á. Nè. Cực máy hả? Cực máy hả? Tôi gọi cho trái máy nè. Cái gì nữa? Tại sao tôi nói chuyện ông bằng cúp máy vậy? Ông nói chuyện đối tác làm ăn ở chỗ nào? Đối tác làm ăn của tôi ở nhà hàng chứ ở chỗ nào? Nhà hàng nào? Nhà hàng Mai Vàng á. Cái gì nói nhỏ quá ông nghe, nhà hàng nào nó lớn coi. Nhà hàng Mai Vàng đó. Ở đâu? Ở chỗ Mai Vàng đó. Thôi đi. Ai vậy? Trời ơi, tôi đâu có kêu đồ ăn gì đâu mà. Ai vậy hả? Ai vậy hả? Ông sao hả? Đối tác là đối tác làm ăn hả? Đối tác làm ăn nào ở trên giường? Đối tác làm ăn nào hả? Đối tác làm ăn nào? Ông trả lời tôi biết đi hả? Trời ơi, trời ơi. Ông làm gì đây hả? Làm gì đây? Đâu có, tôi là cái đối tác làm ăn người ta lên đi, người ta mời người ta nghỉ. Rồi tôi ở dưới tôi đứng, tôi ngồi tôi lực quá. Tôi lên tôi xin tấm ké, chứ tôi đâu qua trên này đâu. Tại sao? Không gì hả tóc hả? Tại sao? Tôi nói biết chưa? Tôi mà tìm được hả? Là biết tại tôi gì chưa? Nói đâu rồi hả? Chú rồi hả? Biết tại tôi nè. Nó đâu? Đâu có con nào hả? Đâu mà mình làm như vậy, người ta lợi người ta buông cái ông trùm lên người lúc nhà. Nhưng mà ồ quý vị hơn đây. Trời ơi, 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 trời ơi,
Giờ ông không đi nó không được rồi. Ông không đi tôi đi cho ông vừa lòng vừa dạ của ông. Thôi mà má, có chuyện gì vậy má? Mà hỏi ba của mày đó. Già từng tuổi đầu này rồi ha, mà còn mèo mã gà đồng. Cặp bộ con nhỏ nhân viên nhân phòng, đáng tuổi con. Trời ơi, ông ăn làm sao ông trả lời làm sao có một miếng đi. Nhục quá là nhục mà, tôi không ở đây nữa. Còn nếu ông ở đây hả, tôi đi cho ông vừa lòng vừa dạ ông. Má ơi, thôi ba ra ngoài đi. Ông đứng đây, ông đứng đây, ông phải nói chuyện với tôi. Ông đứng đây. Thôi mà, còn coi đó, ông gạt má. Ông nói ông đi làm ăn đối tác ở trong nhà hàng đó, mà thật sự ra ông tò te tí con Thu Minh ở trong khách sạn nó có tức không à. Thôi, nào giờ ba là người đàn ông mẫu mực, ba có dướng như mấy cái chuyện này đâu. Hay là có cái gì đó? Có cái gì là có cái gì hả? Ông mà là người đàn ông mẫu mực đó hả? Ông lăn nhăn từ trong máu của ông ra rồi. Lúc trẻ mà má không chặt ông một lần hả? Ông mẫu mực cho tới bây giờ đó hả? Hồi trẻ có gì vậy má? Chuyện nó cũ rồi, không nhắc tới nữa. Vậy con hỏi má nè, sao má biết ba ở khách sạn đó mà tới? Má theo dõi ba sao? Mà không có theo dõi ổng. Hồi nào tới giờ má tin tưởng ổng mà. Nhưng mà có người nhắn tin báo cho má biết là ổng đang ở trong khách sạn với con đó. Vậy ai nhắn tin cho má? Má không biết. Số điện thoại lạ quá à. Má còn giữ số điện thoại đó không? Đây nè, đó. Tức ơi là tức à. Không làm cho ra lẽ hả? Tao ly gì? Tao không ở cái căn nhà này nữa. Chồng ơi là chồng. Ông thì đâu tôi cứ làm khổ vợ khổ con thì mới vừa lòng vừa dạ. Bỏ đi rồi chứ không là ở đây là biết tay tao. À, chị ơi, đây có phải tổng đài không ạ? Dạ, chị làm ơn cho tôi kiểm tra số điện thoại 0122. À dạ, dạ, rồi tôi cảm ơn. Sao con? Đây là sim khuyến mãi cho nên là không có đăng ký tên thuê bao. Tức thiệt. Chà, phải biết tay tao chuyện này nè. Qua bà thức khuya dữ lắm hay sao giờ ngồi gật lên gật xuống vậy? Bà làm ơn vô nhà ngủ giùm tôi cái coi. Tại tối hôm qua tôi nghe được một chuyện. Chuyện gì? Suy nghĩ hoài à, nên không có ngủ được. Sáng giờ đắn đo không biết có nên nói cho nghe không. Có chuyện gì mà làm cho bà mất ngủ cả đêm vậy hả? Hôm qua sao? Tôi vô tình nghe được chị ba nói chuyện điện thoại với thằng Dũng. Ừ. Hình như con Mộc Miên nó không chịu đeo đôi bông tai của má để lại. Cái gì? Có chuyện đó thiệt hả? Bà có chắc không? Thì chị ba nói vậy mà. Mà hình như á, thằng Dũng á, nó sợ con nhỏ đó, cho nên không có dám mở lời. Nó quay ngược lại nó hỏi là có cần thiết phải đeo đôi bông tai mù u đó không. Rồi chị ba nói làm sao? Thì chị ba nói với nó là phải thuyết phục con nhỏ đó phải đeo, nếu không á, ông nội sẽ giận. Nè, cái chuyện này bà có nói cho ai nghe chưa? Chưa, tôi mới nói cho mình ông nghe thôi đó. Ừ, nghe lời tôi, đừng nói qua nói lại, má không có chuyện nữa. Để tôi gọi điện cho Dũng hỏi nó coi nó nói làm sao. Ủa. Thôi, bà vô nhà bà ngủ giùm tôi cái đi. Đi đi, đi. Cái gì? Nó không chịu đeo đôi bông của má. Thì đó, tôi nghe thím Sáu nói á, là con nhỏ đó nó chê cái đôi bông đó là xưa cũ quá, đeo vô á là người ta chê quê mùa. Rồi thằng Dũng nó có nói gì không? Dám nói hả? Nhưng mà nó gọi điện thoại á, nó gọi nó hỏi ngược lại thím ba là ví dụ như là không có đeo đôi bông đó thì có được không? Cái thằng này sao kỳ vậy ta? Kỳ cái gì mà kỳ, thấy chưa? Bây giờ chưa có cưới mà đã vậy ha. Cưới rồi hay là nó nắm đầu thằng Dũng là cái chắc. Có chuyện này bà có nói cho ai biết chưa? Chưa, mới còn mình hả? Ừ. Đừng có nói chuyện cho ai biết nha. Rồi mất công lớn chuyện nữa. Để tôi điện thoại Dũng tôi hỏi coi sao.
Nhưng mà nghe nói á, nó còn gửi tiền về nhờ chị ba mua sắm cái đám hỏi nữa đó. Mua luôn cả cái đồ bông tai nữa đó. Chà, chưa cưới chưa hỏi gì hết mà chiều con nhỏ này quá. Mai mốt nó leo lên đầu lên cổ nó ngồi cho coi. Thì đó, thấy chưa? Cái chuyện này đó nghe, cha đó là cha không có cho nó gửi tiền về lo cái vụ đám hỏi. Nhưng mà cái chuyện mà bông tai là cha chưa hề biết đâu. Rắc rối dữ vậy ta. Nè, cô bén phén cho ai biết nghe chưa? Em biết rồi. Thiệt vậy đó hả chị Tư? Dạ, dạ em biết rồi. Thôi hả chị? Dạ. Ba, tôi yên chút nữa. Ủa bà sao vậy? Mới vừa nghe điện thoại xong mặt mày kì vậy? Thì em nghe chị Tư nói đám hỏi con mặt miêu nó không chịu đeo đôi bông mà má để lại. Là sao? Em cũng đâu có biết đâu, em nghe nói vậy thôi. Rồi sao chị Tư biết? Chị Tư nghe Thím Sáu nói. Rồi sao Thím Sáu biết? Em cũng đâu có rành. Thím Sáu nói, Thím Sáu nghe chị ba nói. Trời đất quỷ thần ơi, nghe cái gì phải nghe rõ đầu đuôi. Chứ ba chết ba nhán vậy á, tam sao thất bổn lên là chết. Em biết rồi. Năm ơi lẹ Năm ơi. Ờ tôi ra liền. Ở nhà coi cửa hàng đi. Tôi đi qua bển chút rồi xong tôi về liền, nghe không? Dạ. Ông đi đi, tôi không cần ông nữa. Đi, ra khỏi phòng tôi ngay. Đi. Bà tôi nói cho tôi nói. Tôi nói ông đi đi. Bà ơi. Bà muốn vô nói với mẹ con là ba có lỗi, ba hứa ba sẽ sửa sai. Mà mẹ con không có cho ba nói con nào hết. Thôi ba tạm thời xuống dưới đó đi, để con nói chuyện với má. Rồi có chén thủ yến này sao con? Ba đưa cho con. Ráng nấu giúp giùm ba ăn tiếng nha con. Đi đi, đừng vô phòng tôi nữa. Mộc Mi hả con? Ông nội đây. Dạ, con chào ông nội. Sao ông nội gọi cho con khuya? Những chuyện đã qua, nội bồi hồi, nội thao thức không có ngủ được con ơi. Cái bệnh của tuổi già mà con. Nội nghe con nói nè, nội phải ngủ và phải giữ gìn sức khỏe. Hay là con kêu anh Dũng mua thuốc để cho nội dễ ngủ nha. Mộc Mi ơi. Dạ. Con có muốn nghe chuyện ông nội kể cho con nghe không? Dạ. Chuyện xảy ra trong một gia đình gia phong lễ giáo. Ngày cưới dâu, tiệc cưới rất sơ sài. Chỉ có đôi bông tai của nhà trai là đáng giá. Cô dâu lúc ấy bây giờ đã trở thành một bà mẹ có 5 đứa con trai. Bà giữ đôi bông tai như bà giữ sinh mạng của mình. Ngày bà mất, bà phải rối rắn sao lại, phải để dành đôi bông tai cho đứa con trai cưng làm sinh lễ cưới dâu. Bà trút hơi thở vẫn còn rây rứt vì không tự tay mình đeo bông tai cho người vô trưởng trong ngày cưới. Và rồi trong ngày cưới của đứa con trai, người chồng cũng thay vợ đeo đôi bông tai cho con dâu trưởng theo đúng tâm nguyện của người đã khuất. Đôi bông tai lại một lần nữa mang nặng trọng trách của một thế hệ dâu con lưu lại tới bây giờ. Nó là kỷ vật được cất giữ trân trọng chờ trao lại cho cháu dâu đích tôn. Nó không kiểu cách sang trọng, nhưng những đôi bông tai tinh xảo và hiện đại. Nhưng đôi bông tai đó là tất cả những gì mà hai thế hệ nàng dâu đã lưu giữ và trao lại cho đời dâu thứ ba. Trong đó có lời gửi gắm của người đã khuất và là vật thiêng liêng của một gia đình. Ông nội, xin lỗi
Thôi con ngủ đi, nội cũng đi ngủ đây. Dạ, xin phép anh chị. Hôm nay đàn trai của chúng tôi đến xin trình lễ vật với đàn gái ạ. Dạ, mời anh chị xem. Dạ. Dạ, đây là quả nhang đèn. Dạ, đây là quả trà rượu. Dạ, đây là quả cao trầu. Dạ, đây là quả trái cây ạ. À, đây là quả. Dạ, còn mâm cuối cùng là mâm sơn. Có cần đặt từ chi tiết như vậy không? Sao lễ vật toàn là hai thanh niên, không có một hoặc là ba. Lễ vật nhà trai phải tính chẵn, không được tính lẻ. Phải tính chẵn, không được tính lẻ. Dạ, đàn trai chúng tôi mời anh ly rượu để chấp nhận lễ vật của đàn trai ạ. Con mời ba. Ta là con ngoan chứ. Con mời má. Má cảm ơn con. À, thì tôi cũng đại diện bên đàn gái chấp nhận lễ vật bên đàn trai. Dạ, cho hai hai kẻ đến với nhau. Dạ. Dạ, tiếp theo là đàn trai chúng tôi xin dạ xin gỡ hai phong bì này là tiền nạp tài của đàn trai ạ. Dạ. Bà dắt con lên bà. Dạ. Dạ, cuối cùng là đàn trai chúng tôi xin gỡ đôi bông gửi cho cô dâu ạ. Tình mình nhìn nắng lung linh như trăng sao sáng trên trời cao. Chuyện tình mình đẹp nhất trên đời, sống bên nhau anh cứ tuyệt vời. Mong sao tình yêu trăm năm bên lâu, nắng lung linh hai mái đầu. Bước như trên đôi chợt nghe lòng bối rối. Vẫn hương vẫn trên môi, dìu nhau đi qua suốt đoạn đường dài. Gắm tay nhau, ta giữ chặt tình này. Đời yêu đầu, xin đừng quên anh nhé. Em mãi chờ, anh ghé bên yêu thương. Từ trong tim, sao xuyến lời dịu dàng. Bờ vai ngoan, ôm ấp thật nồng nàn. Lòng dâng tràn, muôn ngàn câu thương mến. Rồi yêu mãi mãi anh không. Bác đi đường xa chắc mệt lắm phải không? Lâu lâu đi nó cũng quen. Rồi bác tính chừng nào bác về? Chút nữa xong rồi xin phép về luôn. Dạ thôi nếu mà mệt quá thôi ở lại đi, mai về luôn. Dạ thưa ông anh, tụi tôi thấy ở đây càng mệt thêm. Thà là về dưới, dù sao cũng nhà của mình, thoải mái hơn. Thôi bây giờ cái chuyện đám hỏi coi như đã xong. Dạ. Để mình tính luôn cái đám cưới luôn đi ha. Dạ. Rồi bữa đó thành thần bên đàn trai sao nói cho biết coi. Dạ bên đàn trai của tụi tôi là như thế này. Dạ. Ngọc Nguyên nó đẹp quá ha. Nhất là nó đeo cái đôi bông tai của chị hai đó. Của má. Ờ thì của má. Ừ. Của chị hai luôn. Từ
Chị. Bé đó là ai vậy? Ai chị? Diệu Hương. Nghe nói chị em bạn gì với Mộc Miên quá. Thế hả? Ừ. Xinh gái quá ha. Ừ. Mà em thấy hình như nó dịu dàng hơn con Mộc Miên á. Không bằng chị em mình. Mấy chị. Dạ. Mấy chị ăn uống thoải mái tự nhiên nha. Dạ. Dùng tự nhiên nha. Dạ. Dạ chị yên tâm, chị em tự nhiên thoải mái dạ. lắm chị. À, mấy chị ơi, dạ. cho phép em hỏi thăm. Dạ. Sao không thấy thím ba đâu hết vậy? Dạ. Dạ, chị ba mới có nhà cho nên không có đi được. Dạ, dạ. 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 Tiếc quá. Dạ. 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 Dạ, dùng thoải mái tự nhiên đi. Dạ, dạ. Mời cô ra khỏi đây đi. Tôi muốn gặp ông Tiền, chồng bà. Gặp để làm cái gì? Trời ơi, cô đến đây gây sự hay sao? Thôi bây giờ có chuyện gì cô về đi, rồi tính sao ha. Không, hôm nay tao muốn ở đây nói chuyện với dứt khoát. Tôi đã dứt khoát với cô từ ngày hôm đó rồi. Hôm nay bộ cô tính cố tình gây sự hay sao? Trời ơi, tôi không muốn đôi cô với cô nữa. Ở trong nhà tôi đang có khách, cô thấy không? Ủa, hôm nay nhà có hỷ sự hả? Đúng là song hỷ, một ngày mà có hai tin vui. Cô muốn nói cái gì? Ừ, sao bà không tự hỏi chồng bà? Nè, cái gì vậy? Diệu Hương. Minh ơi, nói nghe nè. Thôi bây giờ mình đi về nha, có gì mình nói sau. Bây giờ ở nhà đang khách khứa nhiều lắm, không có tiện đâu. Minh về đi nha. Sẵn tiện khách khứa ở đây đông đủ nè, tôi thông báo thông tin vui nha. Nè, trong bụng tôi đang có đứa bé. Dạ, cha đứa bé đang đứng ở đây. Sao không tự giới thiệu cho mọi người biết? Trời ơi, Minh. Cô Minh, cái chuyện mà công ty sa thải cô á là cái điều chồng tôi không có muốn đâu. Nhưng mà cái việc cô gian lận sổ sách tiền bạc của công ty thì công ty không thể nào tiếp tục nhận cô làm việc được nữa. Còn cái hành động bộc phát trả đũa kiểu con nít của cô á, tôi không chấp nhất đâu. Nhưng mà xin lỗi, hôm nay nhà tôi đang có khách, giả lại nhà tôi đang có tiệc. Cô nhìn thấy rồi đó, nếu mà cô cố tình đến đây gây rối và cố tình làm mất mặt gia đình của tôi á, tôi sẽ không nhân nhượng đâu. Tôi sẽ nhờ chính quyền thưa cô cái tội vu khống và xâm phạm gia cư bất hợp pháp. Bà, cô xem đâu. Dạ, thưa bà chủ ơi, gọi tôi. Gọi điện nói công an, ở đây có người xâm phạm gia cư bất hợp pháp và đang cố tình gây rối đó. Dạ. Bà. Ừ. Bà giỏi lắm, tôi sẽ quay lại đây. Minh. Dậy đi! Ông dậy đi! Ông dậy nói chuyện tôi đi! Bà làm cái gì vậy? Tôi hỏi ông nè, Đến khi nào thì bớt gây phiền phức cho tôi chứ? Hả? Tại sao vậy? Tại sao phải bắt tôi làm những điều thất đức vậy? Ông muốn tôi phải mang nghiệp trước này suốt đời hả? Cái đó là tại bà làm, tôi không có xúi bà. Ông nói gì mà ông nói được hả? Tôi làm tất cả vì cái gì? Vì ai chứ? Tôi không muốn gia đình này bị sóng gió. Tôi không muốn gia đình tan nát vì cái thối trăng hoa của ông. Cách đây hơn 20 năm, cũng vì cái thối trăng hoa của ông mà gây ra quả lớn. Nếu lúc đó tôi không ra tay thì liệu gia đình này bây giờ vẫn còn yên ổn đó hả? Rồi bây giờ ông nói những câu vô tình, làm như không liên can tới ông là sao vậy hả? Bà để yên cho tôi được không? Vậy chứ ông có để yên cho tôi không? Mười mấy năm nay nè, có bao giờ tôi có được giấc ngủ yên lành hay không chứ? Ông có biết tôi làm những cái điều đó, lúc nào tôi cũng bị ám ảnh. Tôi sợ lắm, ông có biết không? Ông còn nói như vậy được đó hả? Bà im đi! Ông đi đâu vậy? Hả? Ông có thay đổi gì kỳ cục vậy? Lỗi là lỗi tại tôi hả? Tất cả đâu phải là lỗi tại tôi đâu! Trời ơi là trời! Kiếp trước anh ở ác tức lắm, bây giờ kiếp này cũng gặp chồng con vậy này chứ! Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát.
xin Bồ Tát phù hộ độ trì cho chồng con là Minh Tiền được tai qua nạn khỏi, tránh được mấy chuyện lao lý. Cầu xin chuyện hôn nhân của con gái con là Mộc Miên được suôn sẻ. Cầu xin cho con trai của con là Minh Nhân được mạnh khỏe. Cầu xin cho gia đình con tránh được tai ương, gia đạo bình an. Chuyện xảy ra lần này, tôi nghi là công ty của mình có gián điệp. Tại sao ba thanh tra lại biết mình có bản vẽ trước khi bán hồ sơ đấu thầu? Chuyện này tôi cũng đang nghĩ đến, nhưng tạm thời chưa khẳng định được hắn ta. Chúng ta bị mất cơ hội đấu thầu lần này là vì bị ban quản lý dự án mới lội ra. Sau này chúng ta phải cần tạo dựng lượng một mối quan hệ mới. Chuyện đó đối với tôi thì không khó, nhưng chúng ta cần phải có thời gian. Tôi không tin là tiền không làm gì được. Anh có biết là trên đời này em ghét nhất là điều gì không? Đó là lối sống hai mặt. Đó là điều mà em đang làm. Em muốn thử xem họ sẽ cảm giác như thế nào khi bị người khác lừa dối. Anh thấy Hữu Dũng và Mộc Miên rất đẹp đôi. Có lẽ họ sinh ra là để dành cho nhau. Vậy à? Vậy còn sinh em ra để làm cái gì nữa? Em sinh ra là để dành cho anh. Anh sẵn sàng làm tài xế cho em suốt cuộc đời này. Anh sẵn sàng chia sẻ với em bất cứ điều gì khi em muốn. Anh có thể là một diễn viên bất đắc dĩ trước mặt mọi người theo yêu cầu của em. Nếu vậy anh là một diễn viên chuyên nghiệp rồi. Vậy tiếp theo em muốn anh diễn cái gì nữa? Anh không sợ là em sẽ lợi dụng anh sao? Anh rất là tự nguyện và sẵn sàng gì em? Giả dối. Toàn là giả dối. Em đang chửi anh đó. Vậy sao anh còn cười? Em sai quá rồi. Thôi, để anh đưa em về. Không. Em muốn uống tiếp. Em không muốn về đâu. Thôi được rồi. Cũng khuya lắm rồi. Thôi, về đi cưng. Ừ. Không. Em muốn uống tiếp, em không muốn đi về mà. Thôi được rồi. Anh chở em đi uống nữa nha. Ừ. Ok. Để anh đòi nói vô. Đi uống tiếp. Không có về nhà nha. Rồi, lên xe đây nè. Từ từ nha. Cẩn thận đó. Yeah.
Hương, em làm sao vậy hả? Dì Hương. Anh Vũ. Dì Hương sai quá nên... Anh ở đây hay quá. Tụi em đi uống nữa nè, anh đi với em đi. Dì Hương à, đi. Ok, tụi mình đi uống rượu tiếp nha. Không được, anh đem về, anh sai quá rồi. Để em uống về, em muốn... Nghe lời anh đi về. Dì Hương, đi về. Anh nhà quê, mày muốn làm anh hùng thời thượng hả? Hả? Đi về. Ủa, em không có muốn về nhà. Đi uống nữa đi. Em không muốn về mà. Nè. Đi uống nữa đi. Đi nữa. Em muốn đi uống tiếp, em không muốn về nhà. Em không muốn về nhà mà. Em hả, anh nè. À? Anh đang đưa Hương về, Hương xỉn quá rồi. Em yên tâm nha. Rồi. Chuyện tẻ. Em đi đâu vậy? Anh đưa em về. Em không muốn về nhà. Em muốn đi uống tiếp. Em tỉnh táo lại đi. Anh mạnh ký đồ xấu với em. Em không biết hả? Sao em muốn xảy ra như vậy hả? Em phải gọi anh Mạnh mới được. Đâu rồi? Anh Mạnh đâu rồi? Mạnh cái gì? Anh làm cái gì vậy? Anh trả lại đây cho em coi. Anh ác lắm không? Tại sao lúc nào anh cũng nhẫn nhịn khi em lớn tiếng với anh? Tại sao lúc nào anh cũng chịu trận khi em trút những cơn tức giận vô cớ vậy? Tại sao anh không chửi em đi? Sao không cho em một bàn tay đi? Anh làm như vậy em chỉ thấy mình đáng bị sỉ nhục thôi. Em tệ lắm phải không? Trong mắt anh em không có ra gì đâu đúng không? Đã nhiều đêm rồi em cố gắng, em loại khỏi hình ảnh của anh trong tâm trí của em. Em cố gắng gạch bỏ tên anh trong trái tim em, nhưng em không có làm được. Anh có biết là mỗi lần đứng trước mặt anh, em phải cố gắng kiềm chế để không hét lên là em yêu anh. Em yêu anh có biết không? Anh nghe từ lần gặp đầu tiên. Em yêu lần rồi. Em lén lén nhìn anh đứng trước sân trường. Em mơ mộng và tưởng tượng rằng người dùng cái tình đơn phương thầm kín này
cứ mỗi lần nhìn thấy anh là em như nhìn thấy người mà em mơ ước vậy. Nhưng em không có ngờ anh lại là người yêu của chị Mộc Miên. Em chết điếng tại sân trường khi thấy anh chị tay trong tay đi qua mặt em. Em khóc nhiều lắm anh có biết không? Em đã thả hết những yêu thương tình cảm dành cho anh. Em chỉ chết thiệt để nó chìm xuống lòng nước. Em cứ tưởng thời gian sẽ làm cho em quên về tất cả, nhưng mà không phải như vậy. Không có một phút một giây nào em không nhớ thương anh. Cứ mỗi lần nhìn thấy anh hạnh phúc với chị Phụng Nguyên, em như một sự hành hạ bên trong. Em đau khổ, em không chịu được, anh có biết không? Đã có lúc em tự nguyện hoặc mình bằng những tình cảm mông lung, nhưng em hiểu là chuyện gì đang xảy ra. Thực tế là em đã mất anh thật sự rồi. Em mất anh thật sự rồi. Mất thật rồi. Ủa, sao anh xuống đây mà không gặp thêm bé Nam Phương? Anh đi công tác ở Cần Thơ, sẵn dịp ghé qua thăm em. Sao có mình anh mà không thấy anh chị hai của em? Thì anh chị hai kẹt công việc ở Sài Gòn nên đợt này không xuống được. Anh chị hai của ai mà nghe anh kêu ngọt xót vậy trời? Thì của em. Tới giờ anh phải lên lịch Sài Gòn rồi. Vì sáng sớm mai anh có hẹn lại đối tác. Dạ. Vậy khi nào anh xuống đây nữa? Nếu không có gì thay đổi, nếu em đồng ý thì cuối tuần này anh sẽ dẫn bên Nam Phương xuống chơi. Dạ. Anh về nha. Dám mua dâm phục, bắt quả tang rồi nha. Lần này tao cảnh cáo á, lần sau tao đập nát xe luôn á. Anh không được làm bậy nghe chưa? Ở bên kia, tôi biết đấy là mấy người của binh mà. Xứng đời quá ha, tôi nói thiệt. Có tiền á, thì cái thằng đáng tuổi cha mình cũng chiêu bằng anh ngọt sớt. Nè, anh nên ăn nói với cưỡng chồng phải chưa? Anh... anh cái bình lọt xanh xanh xanh. Tôi nói đúng á mà, cứng họng rồi hả? Anh kia. Anh đánh tôi lần nữa, tôi đập xe nghe, đánh lần nữa tôi đập xe nữa nha. Thôi anh Hải, còn anh nha, không được làm ẩu nha. Mày đánh nhau hả? Con gái tự tự động không? Đánh anh nào? Thằng cha này đánh tôi là tôi chỉ tự vệ thôi. Anh Đợt, tôi biết anh quá mà. Sáng giờ làm mấy lít rồi? Mấy lít rồi nào, tám xị. Bắt thằng cha này đi. Thằng cha này chú này dụ dỗ đàn bà con gái nè, bắt cho nó đi. Làm cái trò gì với nó? Tự nhiên kéo cả đám lên trên xã, làm cho bà con thiên hạ người ta dèm pha dị nghị, nghe nhức cả đầu à. Tại anh Đực á, anh đập phá xe người ta, rồi dân phòng kéo đến nên... Tao chỉ biết mày cái thằng đó làm đầu đề cho bà con thiên hạ cả cái huyện này cười cho mặt tao. Và tao đã cấm cái thằng đó không cho nó xuống đây rồi mà. Cái
đó là quyền tự do của người ta, sao ba cấm được chứ? Mày còn trả tiền cho tao nữa hả mày? Thôi mà ông, còn con nữa, lớn già cái đầu rồi mà sao dạy khờ quá vậy không biết. Ba con la như vậy là đúng chứ không phải sai đâu. Thôi đi lên nhà trên đi. Cái gì kỳ vậy hả? Tôi đang dạy mà tự nhiên bà kêu nó lên nhà trên là sao? Bà với nó một phe phải không? Phe với phái gì không biết nữa. Cái con nết này nè, tôi đang đau đầu với nó nè. Lạng quạng là cái chuyện tình cảm của nó là nó khổ suốt cả đời chứ không phải chơi đâu nghe. Gì mà mặt mày xanh như đít nhái vậy? Cái gì vậy con? Dạ, bác ba ha. Bác ba sao? Cái gì nói đi vậy? Nói. Dạ, ông nội bị bệnh, bác ba kêu ba với mấy bác về gấp. Trời ơi, không biết chuyện gì nữa đây. Kiểu này chắc ba ngứa họng ho nữa quá. Chắc vậy chứ gì? Đầu ghê luôn, già cái nhẵn nhẽo hoài. Không phải, ông nội bị chóng mặt với ói. Mẹ con với bác ba đưa ông nội vào bệnh viện rồi. Cái gì? Đất, vô viện hả? Dạ. Hồi nãy giờ các ta cũng mất phàm phúng. Anh Tư, anh chở thằng Sáu vô viện gấp. Tôi ghé qua cửa hàng, tôi rước vợ tôi vô tổng luôn. Rồi, đi, 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 đi. Trời khổ con ghê vậy, lẹ lên cây. Dạ. Cha ơi, vậy uống miếng nước đi cha. Cha nằm xuống nghỉ đi, con gọt trái cây cho ăn nha. Ủa, chị mấy ba. Chú chị. Cha. Cha thấy đỡ chưa cha? Cha, cha làm anh em tụi con lo quá. Chị ba, cha bị cái gì vậy? Cha bị rối loạn tiêu hóa. Không sao đâu, bác sĩ nói chiều nay về nhà được rồi. Cha không sao đâu, cha đỡ nhiều rồi con. Dạ. Cha quên dặn, đừng có đứa nào nhảy mồm nhảy miệng. Để cho nhỏ tội nghiệp cho nó hả con? Dạ. Nó lo lắng tội nghiệp đó. Con biết rồi cha. Cha sợ con Năm nó nhạy miệng, nó hay nói. Mà dạ. Mà Năm đâu rồi con? Alo, bà hả? Cha vô bệnh viện rồi. Trời, bà đừng có nói. Nghe tôi nói nè, bây giờ á, bà đóng cửa hàng đi, rồi tôi chạy về, tôi rước bà vô bệnh viện liền. Ừ, tôi đang chạy về nè, chạy nghe.
Ăn đi em. Anh đã dặn rồi, khi ăn là không được nghĩ tới công việc nữa, biết chưa? Em đang nghĩ là những lời Diệu Hương nói có phải là sự thật không? Trời ơi, thì Diệu Hương lúc đó say mà em. Khi say người ta nói ra có ai nhớ đâu. Nhưng lúc mà say là chính là lúc người ta nói thật lòng nhất. Nào giờ anh không có cảm nhận được tình cảm của Diệu Hương dành cho mình hả? Không. Không tin hả? Trời. Thật ra thì em chỉ áy náy thôi. Anh có nghĩ là Diệu Hương dành tình cảm cho mình từ khi nào? Từ lúc mà em đi du học sao? Thì cái thời gian đó đó, em nhờ anh dạy kèm Diệu Hương. Anh thấy là tình cảm anh em bình thường à, không có biểu hiện gì đặc biệt hết á. Tính của Diệu Hương á, nó sống nội tâm, ít bị lộ cảm xúc. Chắc là nó đau khổ lắm khi mà chôn giấu tình cảm của mình. Ít nhiều thì em cũng gây cho nó sự đau buồn này đúng không? Thôi, em đừng có nói vậy mà. Để em tìm cách nói chuyện với Diệu Hương. Cô Ngọc Miên, có chuyện rồi. Chuyện gì vậy? Tôi nghe nói cô Diệu Hương á đòi dọn đồ ra ở riêng á. Cô coi mà lên trển. Tại sao lại có ý định ra riêng chứ? Dạ tại vì mấy người ở công ty rủ ra ở chung, mà em cũng ham vui nữa, cho nên á. Nhìn thẳng vào mắt chị nè, em nói dối không có giỏi đâu Hương à. Có phải là chuyện xảy ra đêm hôm đó đúng không? Chị đừng có để ý tới mấy câu vô nghĩa đó. Tại em sai quá, em nói lung tung hết. Chị, em xấu hổ lắm. Nghe chị nè, đừng ra ngoài nữa, phức tạp lắm. Em đừng có tự làm khổ mình như vậy. Chuyện tình cảm thì không ai có thể phán xét hay còn lý giải được nó. Nhưng mà chị tin là em sẽ gặp người đàn ông tốt. Cả chị và anh Dũng đều mong muốn em được hạnh phúc, em biết không? Em thấy mình thiệt là nhỏ bé. Em biết là em không thể nào sánh được với chị. Trong thâm tâm, thiệt tình em mong chị hạnh phúc. Em phải tự tin vào mình chứ. Em đẹp như vậy nè, có biết bao nhiêu đàn ông mơ ước chứ. Tại vì em không mở lòng thôi. Có thiệt là chị không có gì chứ? Vậy mà em cứ nghĩ không bao giờ dám nhìn mặt chị với anh Dũng nữa. Em khờ quá đi. Cả chị và anh Dũng đều hiểu em mà. Em cảm ơn chị. Chị em trong nhà cần khách sáo gì không hả? Cười lên coi, không được suy nghĩ lung tung nghe chưa? Thôi chị vào phòng đi. Dạ. Đi ghét. Chị nên để dành lòng thương hại đi, đừng có xài phung phí như vậy. Đi đâu vậy hả? Đi đâu mà để cho không nhìn ngó gì hết trơn, để cho đụng xe đến nỗi về vô bệnh viện nằm hả? Ông đi đâu vậy? Ây da, trời ơi. Thì tôi cái xui nhà ai biết được. Tôi gọi điện cho bà vừa xong là tôi bị. Có gì ta về nhà ta nói đi. Vừa chạy xe vừa nghe điện thoại. Thì tôi biết là vậy. Mà tại hay tin cha nhập viện nên tôi quýnh quán lên. Rồi bà có vô viện thăm cha chưa vậy? Cha làm sao rồi?
Ủa anh Tư. Anh Năm chị Năm. Chú Sáu. Ngồi đi. Cha khỏe rồi. Bây giờ có anh là có sao thôi đó. Chiều nay cha về nhà rồi. Dạ. Bác sĩ nói cha bị rối loạn tiêu hóa thôi à. Ủa kỳ á, sao cha bị rối loạn tiêu hóa? Thì đó, nghe chị ba kể á là cha thèm ăn ốc. Dạ. Rồi chị ba mới luộc ốc bươu cho cha ăn. Trời đất ơi, nghĩ rồi, chắc bó bột lâu lắm anh ơi. Anh Tư nè, chú Sáu. Coi người nghe tôi dặn kỹ á. Gì? Chuyện mà tôi gãy cái chân á, đừng có báo cho thằng Dũng nó biết. Nó lo lắng tội nghiệp nó biết không? Nó có nhiều chuyện để lo nữa. Rồi sắp tới rồi, chuyện đám cưới của nó nữa. Mà có ai báo nó biết chưa? Chưa. Thiệt hả? Thiệt. Ai cũng lu bu cái vụ của cha, rồi của anh nữa. Ai rảnh đâu điện cho nó. Nói chung là Dũng nó chưa biết tôi bị gãy chân nữa. Không ai nói thì sao nó biết. Thôi, nằm nghỉ đi. Về sao? Dạ, vậy để em đưa Tư với cái sao. Thôi, ngồi đó đi, em về anh Năm chị Năm. Ủa bà? Dạ. Thiệt tình là bà chưa có gọi điện báo mà Dũng biết là con bị gãy chân hả? Thiệt. Ông không tin tôi hả? Tôi thề á. Không. Oh yeah. Dạ ồn hả? Để thôi thôi em làm nhẹ nhẹ nghe mình. Rồi mình nghỉ đi. Này à. Dạ. Gì mình? Mình thấy sao? Mình chóng mặt hả? Em đi mời bác sĩ liền nghe. Không nghe phải. Chứ làm sao mình? Hả? Khó chịu trong người hả? Trời ơi. Muốn uống nước phải không? Không. Chứ làm sao? Có quạt nè. Lạnh muốn chết luôn vậy đó, quạt gì nữa? Tăng cường. Rồi. Ủa? Dạ. Chú. À, chú đến thăm nè. Ủa? Dạ, chú thêm năm nữa nè. Dạ. Ôi, chào ơi. Trời ơi, hôm nay đỡ chưa chú? Dạ, cũng đỡ rồi chị. Ủa, anh, mềm không? Tư. Dạ. Anh Tư. Vậy chú tay anh sao rồi? Anh bị đứt gân tay hay là đứt gân cổ sao anh nói không được? Khổ lắm tím ơi. Ta nói phải chích thuốc tê mới nối gân lại được đó chứ. Dạ. Trời ơi, vậy sao? Ủa, nói vậy là anh bị đứt gân tay luôn hả chị? Trời ơi, ta nói bác sĩ nói nha, ban đầu là ảnh không có cử động được theo cái điều khiển của mình á, khó chịu lắm. Rồi làm sao? Thì đó là tại vì cái gân á nó đứt quá sâu đi, cho nên á mà bị như vậy nè. Trời đất, vậy giờ ảnh cử động được chưa? Mày đuôi ha. Mà em thấy ngón tay tao nẹp nguyên cái miếng nhôm chà bá vậy sao cử động mày? Lần sau anh để bị đứt gân dữ vậy. Thôi mình đừng có nói mệt, đừng có nói để em nói cho ha. Nghe. Khổ lắm chú ơi. Ta nói ổng cậu râu chưa có kịp cạo gì hết trơn á, rồi chợt té. Dao lam cầm ở trong tay nè. Nó khi mà ổng dắp ổng té đó, cái chống tay nè, nó đứt lìa cũng tay luôn. Trời đất. Bởi vậy mới xui. Trời ơi, cái lý do gì mà lãng xẹt vậy? Lãng cái đầu mày chứ lãng. Cái dao lam nó bén lắm chứ bộ. Bén bén chứ. Tại sao cái lúc mà té đó anh không chống xuống cái tay mà không có cầm dao lam đi? Trời ơi, lúc té biết cái tay nào cầm dao lam, tay nào không cha. Có lý á. Anh giận mấy đứa nè. Sao anh? Gì vậy? Đừng có điện thoại cho thằng Dũng nha. Cái chuyện nhỏ như vậy, đừng để cho nó lo, nó bận tâm, tội nghiệp quá. Gì vậy? Gì vậy? Bộ kiếm điện thoại cho nó rồi hả? Trời ơi, tôi đã nói rồi, mất công thằng nhỏ nó lo nữa. Không phải, em không có gọi cho ông Dũng mà em nhớ lại cái kiện hàng bán tính tiền bị lộn cho khách hàng. Trời ơi, chắc là chửi chết á. Để em gọi về cửa hàng cái đã. Năm. Dạ. Mốt mấy cái vụ mà vô bệnh viện nè, mày đừng có dắt vợ mà theo.
bệnh nhân bị nặng thêm á. Vậy là sao? Mấy người định gạt gẫm gia đình này tới giường nào nữa? Hả? Con Mộc Minh nó tuổi gì? Nó tuổi gì? Dạ, chẳng giấu gì ông. Tôi không hỏi bà. Tôi không hỏi bà. Tôi hỏi con nhỏ này nè. Mộc Minh, con nói cho ông biết con tuổi gì? Nội, con xin lỗi. Bây giờ nè, bà đem con Mộc Minh về. Bà đem nó về. Từ đây trở đi, nó không còn là vợ của thằng Dũng nữa. Từ đây trở đi, nó không còn là dâu con trong gia đình này nữa. Bà nghe rõ chưa? Nghe. Con nhỏ này nè, con Mộc Minh nè, rồi đây sẽ ế chồng. Bỏ ra xuống đây. Ông nội, con thương anh Dũng em. Đi ra. Mộc Minh, Mộc Minh. Không, không. Mấy người đừng nói sự tệ bạc con gái tôi. Không được làm gì con gái tôi. Không được nói sự tệ bạc con gái tôi. Không. Không, tôi nói không. Tại tôi. Không. Bà. Bà. Ủa, bà có sao không vậy? Bà có sao không? À, không, không. Tôi không sao hết á. Tại tôi nằm mơ ba cái chuyện tào lao thôi mà. Tôi không sao hết á. Ngủ đi, ngủ đi. Ông tìm ngân hàng khác cho tôi đi. Nếu họ chơi không đẹp thì tôi không thèm chơi nữa. Dạ thưa sếp. Sếp ơi sếp. Chuyện gì ạ? Bên công trình Tân Tiến đã ngừng thi công. Toàn bộ công nhân á đã đình công nghỉ 2 ngày hôm nay rồi. Bộ tôi nói mà làm loạn hả? Đứa nào không làm cho nghỉ hết. Tuyển nhân viên mới cho tôi. Không ngờ bà chủ nấu ăn giỏi quá. Hôm nay á bà đích thân xuống bếp nấu ăn cho ông chủ. Chắc là có cái gì đặc biệt lắm hả bà? Có chứ. Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của vợ chồng tôi đó. Hèn gì, tôi thấy bà thức dậy từ sớm đi chợ hả? Nấu nướng suốt ngày nay. Chị biết không? Hồi xưa mới lấy nhau á, nghèo quá à. Làm gì mà cái chuyện kỷ niệm hay kỷ nghệ gì. Nhưng mà nghĩ lại những ngày tháng mà sống thiếu thốn chật vật đó mà lại có hạnh phúc đó chị. Đúng rồi, tôi thấy những cặp vợ chồng trong phim lúc nghèo khó thương yêu quấn quýt nhau dữ lắm. Vậy mà khi có cái ăn cái mặt sung sướng rồi bắt đầu sanh tâm. Ông ăn chả, bà ăn nem. Tôi á mà như vậy hả, thà tôi sống nghèo sống khổ còn hay hơn nữa. Chị Siên à. Dạ. Ăn nói á thì phải ngó trước ngó sau, đừng có đu theo quá đà rồi dừng lại không kịp đâu nha. Dạ, tôi xin lỗi bà chủ. Tại vì tôi ít ăn ít học, lại không có khiếu ăn nói. Nhưng mà tôi sẽ biết kiềm chế. Chắc ông chủ về á. Ngồi nè. Mệt lắm phải không? Nè, nói là hết mệt liền nè. Đố ông biết á, hôm nay ngày này là ngày gì? Một ngày rất là quan trọng. Nhìn cái mặt ông hả, là biết là ông không nhớ ngày gì rồi à. Ông á, bởi tôi nói ông tệ ghê lắm nha. Tối ngày cứ lo đi làm không à, riết không nhớ ngày nào là ngày nào hết á. Nhưng mà thôi, nghĩ tình nghĩa vợ chồng, tôi sẽ tạo cho ông cơ hội nè. Bây giờ tôi sẽ đếm từ 1 tới 10. Nếu mà ông nói đúng á thì tôi thưởng cho ông. Mà ông mà nói sai hả là tôi giận ông luôn nghe chưa. Rồi nè, bây giờ tôi chuẩn bị đếm nè. Chuẩn bị nhớ đi. 1 2 3 4. Bà đếm tới 100 luôn đi. Nè, ông. Ông sao vậy hả? Ông đứng lại cho tôi coi. Ông, đứng lại đi. Chủ, bà chủ, giờ làm sao? Có dọn thức ăn lên, có khui rượu luôn bà chủ. Dẹp nó đi, không có dọn gì hết á. Dẹp nó đi, không ăn không uống gì hết. Dẹp đi. Alo, Diệu Hương đó hả? Nè, ở công ty á, có chuyện gì không? Mày giữ mày về nhà hả? Mặc bộ đeo giống như khỉ ăn ớt vậy đó. Có chuyện gì vậy? Hả? Không.
mệt sống đi tắm rồi ngủ cho nó khỏe. Hay là tôi pha nước cho ông tắm nha. Ông ăn gì chưa? Tôi có nấu mấy món ăn mà ông thích đó. Ông nè, chuyện làm ăn á, có lúc này thì phải có lúc khác. Ông đừng có suy nghĩ rồi sanh bệnh không có nên đâu. Hay là tôi với ông đưa xì trơm đi du lịch, nghỉ ngơi cho khỏe nha ông. Ông coi nè, tóc của ông á, bạc hết rồi đó. Ông đã khổ vì vợ vì con mấy chục năm rồi. Tôi thấy ông nghỉ ngơi đi là vừa. Tôi và con hiểu ông mà. Ông đừng tự gây áp lực cho mình nữa. Chuyện này bà đừng có nói cho con Mộc Miên biết. Dù cho tình trạng nó có tồi tệ tới mức độ nào, tôi cũng không muốn ảnh hưởng đám cưới của Mộc Miên. Chuyện gì ông? Ông làm tôi lo quá à. Nói tôi nghe được không ông? Có thể công ty bị phá. Bực bội hết sức à. Bực mình quá trời quá đất à. Chị Tám. Ủa, bà chủ. Phải bà chủ không? Dạ, mời bà chủ uống nước. Được rồi, cảm ơn chị Tám. Dạ. Chị khỏe không vậy? Bà chủ nhìn cái tướng tôi là biết tôi khỏe rồi. Chị Tám nè. Dạ. Chị còn giận tôi không vậy? Trời ơi, giận hờn gì bà chủ ơi. Cái tánh tôi mà cái chuyện gì qua rồi là tôi không có để trong bụng. Ủa, bữa nay bà chủ xuống đây làm gì? Đừng có nói là kiếm tôi rồi kêu tôi trở lại thành phố làm việc nghe. Bây giờ tôi quen sống cái cảnh mà tự do tự tại rồi, muốn ăn gì nào ăn, muốn ngủ gì ngủ. Cái nghĩ lên thành phố, trời ơi, cuộc sống nó xô bồ xô bộn, không khí nó ồn ào tôi chịu không có nổi. Nghe chị nói như vậy á, tôi cũng đâu can đảm mở miệng ra mà nhờ chị. Với lại bây giờ chị có cả cơ ngơi bề thế như vậy rồi, tôi mừng cho chị lắm đó chị Tám. Dạ. Ủa vậy bữa nay bà chủ xuống đây có chuyện gì? Thì cũng có chuyện muốn nhờ chị giúp. Nhờ tôi giúp? Bà chủ cứ lên tiếng đi, thể mà tôi giúp được là tôi giúp liền. Chuyện là vậy, chị biết mẹ ruột của Diệu Hương không? Bà Thiên Lý đó. Ủa, vậy là bà chủ biết rồi hả? Bà ấy hiện nay đang ở bệnh viện tâm thần để điều trị, nhưng mà sắp tới á, thì sẽ về nhà để tiếp tục điều trị. Chị biết đó, hoàn cảnh của bà ấy á, đơn chiếc, cho nên tôi muốn nhờ chị. Ý là bà chủ muốn tôi giúp. Đúng rồi. Trước mắt á, thì tôi sẽ thuê một căn nhà, rồi chị về đó mà chăm sóc cho bà ấy. Lúc đầu á, thì làm theo lời bác sĩ để chăm sóc cho bà ấy mau hết bệnh. Còn cái chuyện lương tháng á, thì... Thôi bà chủ nói tiền bạc làm gì. Bà chủ biết tánh tôi mà, tôi làm mà làm hết mình. Hồi đó tôi làm cho bà chủ đó, bà chủ đưa nhiêu tôi lấy nhiêu, tôi có đâu đòi hỏi gì đâu. Vậy chị đồng ý giúp tôi rồi phải không? Nhưng mà... Giờ mà có cái gì? Nói làm đi. Thấy tôi nói chuyện thấy cái này lơ là chểnh mảng à. Tôi nói thiệt với người, tôi nói chuyện thấy một cái con tôi ở phía sau lưng tôi nè. Cái ót tôi nè, có con mắt giờ mấy người đó. Làm lẻ làng lên. Hàng cần gấp, tăng ca, hiểu chưa? Thôi, để tôi kêu người khác giúp cũng được. Không ấy bà chủ cho tôi thời gian đi. Vậy khi nào chị đồng ý á thì cho tôi biết nha. Tôi liên lạc chị bằng số điện thoại cũ hả chị? Số đó tôi bỏ đâu rồi. Vậy chị cho tôi số mới dạ, đi. Dạ, số mới tôi bà chủ lưu đi. Dạ, 0903. Dạ. Dạ. Rồi,
Vậy thôi tôi đi nha. Chị giỏi ghê vậy đó. Chỉ một thời gian thôi mà chị đã cả có cả cơ ngơi bề thế vậy rồi. Ra dáng bà chủ lắm đó nha. Dạ, cảm ơn. Bởi vậy ta nói người tốt cũng nằm gặp may mắn hết á. Dạ. Thôi tôi đi nha. Dạ, bà chủ về. Dạ. Tiễn bà chủ. Ừ. Dạ. Thôi tôi về nghe chị Tám. Dạ. Ừ, khi nào chị đồng ý thì gọi điện cho tôi nha. Dạ, bà chủ về. Có gì tôi liên lạc với bà chủ. Ừ. Chúc mừng chị nghe chưa? Ra dáng bà chủ lắm đó. Cảm ơn. Về nghe chị. Dạ, cảm ơn. Ờ không, phải nói là tôi về nghe bà chủ. Dạ. Đi nha. Dạ. Nghiệp bà chủ quá à. Cất công xuống đây kiếm mình mà mình không giúp gì hết trơn. Ái nái ghê. Thì thương quá đi. Ê, dạ chào ông chủ. Đang trong giờ làm việc, đứng thẫn thờ lải nhải gì vậy bà? À, số em luôn mong có anh bên đời được yêu anh mãi thôi. Cớ sao ta còn xa nhau để hiu hắt tháng năm buồn đau cho tim yêu héo mòn vì đâu? Chỉ cần anh thôi, không cần chi tình này em cho trao về. Dòng tố kéo đến cho tim héo gầy. Người yêu ơi anh yêu chắc, tuổi đời đâu biết ai bay xa. Mà cớ sao níu kéo trăm ngàn nỗi đau. Có anh bên
trời dưới chi phần số, em luôn mong có anh bên đời, được yêu anh mãi thôi. Cớ sao ta còn xa nhau để hiu hắt tháng năm buồn đau, cho tim yêu héo mòn vì đâu. Sao em đến mà không báo trước cho anh? Em có phá hỏng cuộc vui đêm nay của anh không? Không hề. Trái lại, em đến làm cho đêm nay thêm rộn ràng hơn. Nhưng có vẻ như là cô ta không thích sự có mặt của em. Chuyện nhỏ. Em làm cho anh bất ngờ quá. Sao? Em thật đẹp. Anh đang chơi hay là đang khen em vậy? Anh muốn biết lý do tại sao đêm nay anh lại đến đây. Anh không muốn em tới sao? Rất hoan nghênh là đằng khác. Anh đang tự hỏi em có đem lại cho anh những bất ngờ gì tiếp theo không? Bất ngờ mà anh đang muốn đó. Em biết anh đang muốn gì sao?
có phải anh chờ đợi lúc này lâu lắm rồi đúng không? Đúng, anh rất thích em. Em có thể nhắc lại lời đề nghị trước đây không? Được, em nói đi. Anh có thể vì em mà làm tất cả không? Anh sẽ làm tất cả. Kể cả giết người. Đúng.